Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và bản tin sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Kinh tế tư nhân, động lực quan trọng để phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Những ngôi nhà chung trên huyện đảo Trường Sa, chỗ vựa dựa vững chắc giúp cho ngư dân vững tin vươn khơi bám biển, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Hội An giữ gìn và phát huy di sản bài chòi như thế nào sau một năm được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Và mở đầu là một số thông tin kinh tế. Sáng ngày 24 tháng 4, Ngân hàng Nhà nước đã tăng tỷ giá trung tâm thêm 8 đồng lên mức 23.004 đồng một đô la Mỹ. Đây là lần đầu tiên tỷ giá trung tâm vượt mức 23.000 đồng một đô la Mỹ. Việt Nam đồng sẽ tiếp tục ổn định so với đồng đô la Mỹ trong ngắn hạn. Đây là nhận định được đưa ra trong báo cáo của Fitch Solutions Macro Research. Trong giai đoạn từ 3 cho đến 6 tháng tới, đồng Việt Nam được hỗ trợ từ 3 yếu tố. Thứ nhất là dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam FDI được dự báo tăng mạnh ở mức 6,5%, cao hơn các quốc gia trong khu vực. Thứ hai, thặng dư tài khoản vãng lai ước tính ở mức 2,1% GDP. Thứ ba là chính sách điều hành tiền tệ chủ động của Ngân hàng Nhà nước. Trong dài hạn, Fitch Solutions dự báo là Việt Nam đồng sẽ giảm giá ở mức khiêm tốn so với đồng đô la Mỹ. Trong năm 2019, tỷ giá ở quanh mức 23.440 Việt Nam đồng một đô la Mỹ và 23.850 đồng Việt Nam đồng 1 đô la Mỹ vào năm 2020. Thưa quý vị, hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã ban hành nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Có thể nói đây là đòn bẩy hết sức quan trọng nhằm củng cố phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam. Nếu như năm 2014 số doanh nghiệp thành lập mới là gần 75.000 doanh nghiệp, thì khi tất cả cánh cửa được mở ra với khối doanh nghiệp này, sau nghị quyết 10 thì chỉ trong 2 năm 2017-2018 có gần 259 doanh nghiệp được thành lập mới, nhưng số lượng không quan trọng bằng chất lượng. Đó cũng là sự thay đổi thực chất mà chúng ta đều mong muốn từ khối doanh nghiệp này. Sân bay quốc tế Vân Đồn, cảng tàu khách du lịch quốc tế Hạ Long và đường cao tốc nối thành phố Hạ Long với sân bay Vân Đồn. Ba công trình này đều do một tập đoàn tư nhân đầu tư với tổng vốn hơn 20.000 tỷ đồng. Còn đây là chiếc xe hơi thương hiệu Việt đầu tiên của Việt Nam. Nếu như nhiều năm qua, Việt Nam chưa có được một sản phẩm chế tạo nào để định vị mình trong bản đồ công nghiệp thế giới, thì doanh nghiệp tư nhân này đã làm được điều đó. Sau Vietjet Air, Bamboo Airways là hãng hàng không tư nhân tiếp theo gia nhập thị trường. Còn rất nhiều điều kỳ diệu khác kể từ khi khối doanh nghiệp tư nhân tiếp tục khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của mình khi đầu tư vào những lĩnh vực vốn xưa nay chỉ có nhà nước làm được. Chúng tôi cũng rất mong muốn là có được cái sự cởi trói, sự ủng hộ để cho doanh nghiệp tư nhân có thể làm được nhiều hơn nữa cho đất nước, đóng góp cho các cái lĩnh vực mà trước nay thì chỉ có nhà nước làm hoặc là chỉ có những cái tập đoàn nước ngoài có thể làm được. Doanh nghiệp tư nhân là sẵn sàng cứ thấy cái công nghệ mới đem lại hiệu quả tốt là sẵn sàng là nhảy vào ngay. Như vậy cái sự thay đổi của lĩnh vực tư nhân thì nó sẽ nhạy bén hơn, sẽ nhanh hơn. Khu vực kinh tế này hiện đóng góp hơn 40% GDP, cao hơn khu vực doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp FDI, đóng góp khoảng 30% giá trị tổng sản lượng công nghiệp, 80% tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ. Kinh tế tư nhân có xu hướng vượt khu vực kinh tế nhà nước để trở thành thành phần kinh tế thực hiện vốn đầu tư toàn xã hội lớn nhất. Khi chuyển đầu tư sang cho tư nhân thì một mặt là nhà nước không cần phải bỏ tiền vốn và công sức của mình vào. Mặt khác ấy, lại mở đường cho cái đầu tư tư nhân phát triển. Cuối cùng chúng ta lại có những cái công trình, có những cái dịch vụ công đạt chất lượng thậm chí còn cao hơn. Mỗi năm khối kinh tế này tăng đều đặn sấp xỉ 10% một năm. Trên 45 triệu người đang làm việc trong khối doanh nghiệp tư nhân. Và
Và để thấy được nghị quyết 10 đã được cụ thể hóa qua các chính sách và sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị nhằm tạo ra những chuyển biến vượt bậc này, một lần nữa chúng ta hãy cùng theo dõi những con số biết nói. Tính đến cuối năm 2018 đã có hơn 3.300 điều kiện kinh doanh được cắt giảm. Việc cắt giảm điều kiện kinh doanh đã tiết kiệm cho doanh nghiệp và người dân khoảng hơn 5.900.000 ngày công một năm, tương đương với gần 890 tỷ đồng một năm. Những con số đó cho thấy điều gì? Toàn bộ hệ thống chính trị đã rất nỗ lực trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong nghị quyết 10. Sự thay đổi và quyết tâm thay đổi này đã đưa kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế trong 2 năm qua và cả những năm tiếp theo. Tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 5, khóa 12, kinh tế tư nhân đã được xác định rõ hơn và nhấn mạnh việc phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh theo cơ chế thị trường là yêu cầu tất yếu, khách quan, vừa cấp thiết, vừa lâu dài trong quá trình hoàn thiện thể chế, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Sau hơn 30 năm đổi mới, nhận thức của chúng ta về vị trí vai trò của kinh tế tư nhân đã có những bước tiến quan trọng. Từ chỗ kỳ thị, coi nhẹ, đã thừa nhận kinh tế tư nhân là một trong những động lực và đến nay là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Trên thực tế, kinh tế tư nhân đã ngày càng phát triển, tỷ trọng trong GDP chiếm 39-40%, đã hình thành được một số tập đoàn kinh tế tư nhân có quy mô lớn, đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh. Và để cụ thể hóa chủ trương quan trọng này, hàng loạt những chương trình hành động cụ thể đã được thực thi một cách rốt ráo, quyết liệt, với định hướng quan trọng là phát triển mạnh kinh tế tư nhân, kiến tạo môi trường thuận lợi, cạnh tranh, khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy mọi thành phần kinh tế phát triển. Cái mà các bạn đang muốn ở chính phủ là hành động mạnh mẽ hơn nữa ở tất cả các cấp, các ngành, ở các địa phương để phục vụ sự phát triển. Trong đó, động lực sự phát triển mà trong nghị quyết Trung ương đã nêu, đó là kinh tế tư nhân. Từ chỗ chỉ là một trong những động lực, nay kinh tế tư nhân đã được nâng lên là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Rõ ràng, sự dịch chuyển, thậm chí thay đổi này cũng là cả một sự nung nấu. Đảng ta xác định phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Và cũng là lần đầu tiên Đảng ta xác định kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ. Các quan điểm nói trên là các quan điểm rất mới, rất mạnh mẽ và rất đột phá. Tuy nhiên, khi chúng ta chủ trương như vậy, chúng ta cũng phải luôn cảnh giác với mọi cái biểu hiện của suy nghĩ sai lệch dẫn tới tuyệt đối hóa vai trò của kinh tế tư nhân. Chủ trương xuyên suốt và nhất quán của Đảng ta là phát triển một nền kinh tế nhiều thành phần và các thành phần kinh tế đều bình đẳng. Mỗi thành phần kinh tế đều có vị trí, vai trò, chức năng riêng của mình trong tổng thể nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong hơn 2 năm qua, Thủ tướng nhiều lần quyết liệt phê bình các địa phương vẫn để xảy ra tình trạng, đó là trên quyết liệt hành động với những khát vọng lớn, còn ở dưới, lãnh đạo địa phương đến cấp quận huyện thì vẫn bình chân như vậy, tạo thành rào cản khiến cho nguồn lực doanh nghiệp tư nhân chưa phát huy được hết khả năng. Một câu chuyện cụ thể cho thấy điều đó, đó là Formandis, thủ tục kiểm tra chất này đã từng được coi là một dạng giấy phép con. Chính vì vậy mà khi Bộ Công Thương cắt giảm thủ tục này đối với hàng dệt may, doanh nghiệp đã rất vui mừng. Nhưng niềm vui chẳng bao lâu thì một thủ tục khác ra đời, đó là quy định dán nhãn hợp quy chuẩn. Mỗi chiếc chăn như thế này, doanh nghiệp chỉ lãi được khoảng chục nghìn. Thêm một thủ tục, phần lãi nhỏ nhoi này lại bị xén đi thêm một phần. Doanh nghiệp không hiểu quy định dán nhãn hợp quy hợp chuẩn có tác dụng gì, bởi sản phẩm thì đã có đủ thông tin, giấy tờ xác nhận đã nộp Sở Công Thương. Doanh nghiệp không biết dán tem nhãn hợp quy hợp chuẩn vào đâu trong sản phẩm này. Theo cái thông tư 21 mà tôi cứ thực hiện theo cái đó, chắc chắn là doanh nghiệp cũng vẫn tốn kém.
vẫn phải mất thời gian, không thể nói là không mất thời gian được, bởi vì mất thời gian in ấn rồi là nó nhiều thứ lắm. Nói chung là không thể nói là tiết kiệm cắt giảm được. Đấy thì tôi cũng rất là mong muốn rằng là mình có một cái cải cách gì đó mà nó thiết thực hơn. Cần thực chất hơn, bởi mỗi cơ hội kinh doanh, mỗi một hoạt động sản xuất đều là cơ hội để nguồn lực tư nhân chảy mạnh hơn trong nền kinh tế. Mà muốn khơi thông nó không thể chỉ bằng các báo cáo, các văn bản. Chúng tôi giả soát nhanh 4 bộ thì nhận thấy rằng là chỉ khoảng độ hơn 30% là những cái điều kiện kinh doanh được cắt bỏ một cách thực chất, tức là cắt giảm đó mà thực sự mang lại những cái thuận lợi cho doanh nghiệp trên văn bản. Còn tất nhiên là trên thực tế thì chúng ta cần phải có những cái đánh giá thâu thêm nữa để chúng ta thật sự là nắm được xem là ở dưới thực tế doanh nghiệp có cảm nhận được những cái thực chất đó hay không. Rào cản ngỡ được gỡ thì giờ hóa ra lại được đặt ở chỗ khác. Bên cạnh đó, những nút thắt thể chế về tín dụng đất đai vẫn chưa được tháo gỡ, khiến dòng chảy của nguồn lực kinh tế tư nhân vẫn đầy gập ghềnh trong nền kinh tế Việt Nam. Vâng, vẫn còn nhiều cản trở để doanh nghiệp tư nhân thực sự phát huy sức mạnh, nhưng rõ ràng 2 năm qua, dấu ấn tăng trưởng lớn mạnh của kinh tế tư nhân đã cho thấy định hướng của Nghị quyết 10 là hoàn toàn đúng đắn. Chúng ta đã từng có khoán 10 khơi dậy sức mạnh kinh tế Việt Nam vào lúc khó khăn vô vàn, và chúng ta hiện có Nghị quyết 10 được mong chờ tạo ra sức bật phá mạnh mẽ cho đất nước và một định hướng đúng đắn có thể mở ra những cánh cửa rộng lớn. Và tất nhiên, khối doanh nghiệp tư nhân mong chờ những chông gai được dẹp bỏ nhanh nhất để họ hoàn thành sứ mệnh quan trọng của mình. Xin được tiếp tục với một thông tin khác, đó là giá xăng tăng cao 2 lần liên tiếp trong tháng này cùng với giá điện tăng 8,36% từ tháng 3 đã khiến cho tiểu thương, doanh nghiệp, kinh doanh, chế biến cảm thấy sức ép chi phí dầu đầu vào tăng cao. Nhưng việc điều chỉnh nâng giá bán đầu ra lại không hề đơn giản. Bên cạnh đó thì cũng không ít hàng hóa, dịch vụ tăng giá theo kiểu tát nước theo mưa gây bức xúc cho người tiêu dùng. 3 đến 10.000 đồng 1 kg là mức tăng trung bình từ đầu tuần qua tại các chợ đầu mối đối với các loại hoa quả như xoài, dưa, chôm chôm, măng cụt. Không chỉ hoa quả mà giá thực phẩm như cá, gà hay thịt bò cũng tăng. Hiện thịt bò đang ở mức 240.000 đến 270.000 đồng 1 kg, tăng 20.000 đồng 1 kg so với thời điểm cuối tháng 3. Giá cao, sức tiêu thụ giảm nên nhiều tiểu thương đã phải tính việc giảm nhập đầu vào. Mùa nóng thì tôi cũng cố gắng là ghim giá một chút, tại vì là cái lượng tiêu thụ nó chậm hơn mọi khi. Thì là giá là tôi cũng có, nó lên một chút, nhưng mà nói chung là mình cũng giữ giá, cũng không lên nhiều lắm. Thực phẩm, nguyên liệu đầu vào tăng đang gây sức ép cho các nhà hàng, quán ăn như thế này. Thời gian qua ấy, thì chúng tôi cũng phải chấp nhận để chịu lỗ hơn một chút, để có thể giữ giá đầu ra ổn định, sẽ suy nghĩ đến những cái chiến lược khác để điều chỉnh chiến lược kinh doanh, các cái mặt hàng, cơ cấu mặt hàng bán ra trong quán, hay là thì có thể thêm món hay là thay đổi cơ cấu món, về điều chỉnh giá thì sẽ hơi khó. Không chỉ các đơn vị kinh doanh ăn uống mà hiện các doanh nghiệp dịch vụ vận tải từ taxi công nghệ đến taxi truyền thống tuy chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ việc tăng giá xăng dầu nhưng hiện vẫn giữ nguyên giá cũ. Theo các chuyên gia kinh tế, bình ổn giá cả kiềm chế sự tăng giá ồ ạt của nhiều loại mặt hàng khác ăn theo giá xăng dầu, giá điện là điều quan trọng vào lúc này. Quan trọng nhất, các cơ quan chức năng phải vào cuộc. Mà khi thấy những hiện tượng bất thường, tăng giá không hợp lý, mà do cái yếu tố tâm lý tác động đến, thì ta phải có biện pháp, có chế tài xử phạt rất là nghiêm. Vận động thì là ta phải tuyên truyền cho người tiêu dùng, người ta thấy được những cái mặt trái, những mặt tiêu cực của nó mà dẫn đến cái tác động chung của toàn xã hội. Giá cả tăng cao, cả người bán lẫn người mua đều không mong muốn vì nó không chỉ gây đảo lộn mặt bằng giá cả chung mà còn ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp. Bởi vậy, sự bình ổn giá cả là điều mà nhiều người dân và doanh nghiệp mong muốn vào lúc này. Trong phần tiếp theo của bản tin, khách du lịch Nga vẫn là dòng khách chủ lực đối với vùng biển Khánh Hòa cũng như các tỉnh ven biển phía Nam mùa nắng nóng. Hội An gìn giữ và phát huy di sản bài chòi như thế nào sau một năm được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại? Thưa quý vị, chỉ còn 2 ngày nữa là tới dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Đây là kỳ nghỉ lễ dài 5 ngày
nên lượng khách du lịch di chuyển bằng các phương tiện đều sẽ gia tăng, trong đó dự báo đường hàng không sẽ tăng đột biến. Và để chuẩn bị cho dịp này, cảng Nội Bài cũng đã có phương án đảm bảo cho giai đoạn cao điểm 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Dự báo lượng hành khách qua cảng lên tới 89.000 hành khách một ngày với 550 chuyến bay. Vào những ngày cao điểm, cảng sẽ triển khai phương án hạn chế người nhà đưa tiễn. Nắm bắt nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách dịp cao điểm nghỉ lễ này, các hãng hàng không cũng đã có kế hoạch tăng số ghế và số chuyến trên các chặng bay. Vietnam Airlines và Jetstar Pacific sẽ cung ứng gần 1 triệu chỗ, tương đương với gần 4.700 chuyến bay trên các đường bay nội địa và quốc tế trong thời gian từ 26 tháng 4 cho đến ngày 5 tháng 5. Các đường bay nội địa tập trung chủ yếu trên các tuyến du lịch lớn từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang, còn các đường bay quốc tế là Việt Nam đi Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan. Nắng nóng thực sự là nỗi ám ảnh đối với nhiều người trong mùa hè oi bức. Thế nhưng tại phố biển Nha Trang có một điều khá bất ngờ trong những ngày hè chói chang này, lại có những người đang tìm đến với nắng, đó chính là các du khách Nga. Và cho dù trời có nắng nhưng gió mát của biển đã biến nơi đây thực sự là quà tặng thiên nhiên vô cùng hấp dẫn đối với du khách. Nắng như là những gì sẵn có của thành phố Nha Trang bên biển trong những tháng này. Ở đâu cũng có nắng. Với người Nha Trang, từ 8 giờ sáng khi nắng bắt đầu rực rỡ thì cũng là lúc ai cũng muốn tránh nắng. Ấy vậy mà với du khách Nga, nắng càng rực rỡ thì lại càng tìm đến. Bạn thấy đấy, biển rất đẹp, nắng rất ấm. Tất nhiên, tôi thích ở dưới ánh nắng mặt trời như thế này. Có thể cả ngày trên bãi biển dưới nắng. Tình yêu Nha Trang trong nhiều du khách Nga đã bắt đầu từ vùng biển đầy nắng. Nắng đã theo suốt chuyến du lịch ở Nha Trang và họ, những du khách đến từ những vùng đất lạnh giá, không lỡ dịp, đã tìm mọi cách để tận hưởng nắng ấm. Hòa mình trong sóng biển dưới nắng, dạo bước trên cát cũng dưới nắng và tất nhiên sở thích của nhiều du khách là tắm nắng. Nó có một sức hút rất quan trọng là làm cho tinh thần của khách hưng phấn, vừa tắm nắng, vừa có được những cái dịch vụ phụ trợ. Cho nên là ở Nha Trang Khánh Hòa rất là chú trọng đến cái quản lý của bờ biển, làm sao cho xanh sạch đẹp. Khách Nga vẫn là dòng khách chủ lực đối với du lịch Khánh Hòa cũng như các tỉnh ven biển phía Nam. Lẽ đương nhiên cần nhiều hơn nữa những sản phẩm du lịch hấp dẫn để giữ chân khách Nga. Tuy nhiên, một điều thấy rõ, để phát triển thị trường khách Nga, các sản phẩm du lịch không thể tách rời không gian trong lành đầy nắng. Với người trong vùng, nắng luôn là nỗi ám ảnh. Nhưng với du khách Nga, nắng lại là điều hấp dẫn. Vậy thì tại sao lại không làm du lịch từ nắng? Lễ ra quân chung tay bảo vệ môi trường biển đã diễn ra vào sáng ngày 24 tháng 4 tại Đồng Hới, Quảng Bình. Mục đích của hoạt động này là nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân và khách du lịch, đồng thời quảng bá hình ảnh du lịch xanh, sạch, đẹp đến với du khách trong nước và quốc tế. Và đây cũng là hoạt động nằm trong các hoạt động của Tuần lễ Văn hóa Du lịch thành phố Đồng Hới năm 2019. Và ngay từ sáng sớm tại bãi tắm Nhật Lệ, hàng trăm các em học sinh, đoàn viên thanh niên của thành phố Đồng Hới đã cùng ra quân để dọn dẹp rác, làm sạch môi trường biển tại khu vực này cũng như dọc các bãi biển thuộc địa phận của thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Với việc đồng loạt ra quân như thế này, vẻ đẹp của bãi tắm Nhật Lệ, bãi tắm Bảo Ninh, những bãi tắm nổi tiếng của thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình sẽ được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến hơn nữa. Thông qua đây thì không chỉ các em học sinh, sinh viên mà người dân địa phương thuộc các xã phường ven biển của tỉnh Quảng Bình cũng sẽ có dịp để tiếp tục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ biển đảo và chính cuộc sống của mình. Thưa quý vị, Trường Sa là quần đảo thiêng liêng thuộc chủ quyền của Việt Nam và với các ngư dân thì nơi đây còn là nhà, là quê hương thứ hai. Mỗi chuyến đi biển kéo dài từ 2 cho đến 3 tháng, lênh đênh giữa biển khơi. Trong khoảng thời gian dài như vậy, những ngôi nhà chung trên huyện đảo Trường Sa đã trở thành chỗ dựa vững chắc của ngư dân, giúp ngư dân vững tin vươn khơi bám biển, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Sức thuyền phó của các anh xin thuốc ấy, vào khám đi, có bác sĩ ở đây tổ chức khám cho anh. Anh nào vào đây đi. Anh khám bệnh thì vào nhá, vào đây.
mà má đầu trưa này nó cong đầu, nó đột quỵ, cái xin ma nó té luôn ấy, đột quỵ té. Bây giờ hiện tại là người bệnh như vậy là nặng nhé. Chỉ để sao như thế là cầm thuốc đâu là... Sao luôn? Như chẩn đoán bắt đầu bệnh nhân là bệnh cong nó kịch phát. Kịch phát nó đùng lên rồi. Kịch phát? Kịch phát. Những ngày dài ở khơi xa, với các ngư dân, bệnh tật là điều khó tránh khỏi. Và những điểm đảo như thế này gần như đã trở thành bệnh viện, trạm xá, có khi còn là nhà để họ có thời gian nghỉ ngơi. Mọi thuốc thang ở đây đều được miễn phí. Mình đã vào đây nhiều lần chưa? Nhiều lắm. Mà nói chung là anh em bọn là không phải là đi một chiếc, mỗi năm là mỗi chiếc cái hồi vậy đó. Ví dụ chiếc kia là gái vô, nhưng mà thường thường đau bút là anh em mà vô. Căn cứ vào bệnh thì với những cái bệnh thông thường, bệnh nằm trong cái phạm vi điều trị của đảo thì sẽ cấp phát thuốc theo từng bệnh để cho dân điều trị và kèm theo có những cái tư vấn sát với những cái căn bệnh. Còn nếu mà khi mà bệnh mà nặng vượt quá phạm vi điều trị thì mình cấp cứu, sơ cứu xong rồi báo cáo trên và chuyển đến lên tuyến trên. Công tác hậu cần hỗ trợ ngư dân không chỉ ở việc hỗ trợ khám chữa bệnh. Các điểm đảo còn là nơi để ngư dân cư trú khi mưa bão, tiếp nhiên liệu thực phẩm để đi biển dài ngày. Âu tàu ở khu vực dịch vụ hậu cần nghề cá Đá Tây này có diện tích 13 hecta với sức chứa trên 200 tàu. Nướng ngọt miễn phí, sửa chữa miễn phí, chỉ lấy cái tiền và vật tư, ví dụ như bà con mà hỏng cái gì thì mua cái gì đấy, đó là chỉ lấy cả cái đó thôi, bằng các cái giá trong đất liền. Tôi thấy điều đó rất là cảm động, rất là thiết thực. Một cái chuyện mà ngư dân ở ngoài biển thì bơ vơ ngoài biển, mà khi mà có vấn đề mà lại có một cái cụm đảo như thế này thì nó hỗ trợ tinh thần cho họ rất là nhiều. Đảo là nhà, biển cả là quê hương. Có thể khẳng định các điểm đảo hậu cần trên quần đảo Trường Sa thật sự là điểm tựa vững chắc cho bà con ngư dân yên tâm vươn khơi, hoạt động dài ngày trên biển. Những con tàu và bà con ngư dân hoạt động trên biển chính là những cột mốc sống khẳng định chủ quyền Việt Nam trên các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Một số thông tin liên quan đến 3 vụ án ma túy lớn bị phát hiện thời gian gần đây và vụ việc bắt giữ hơn 50.000 bao thuốc lá nhập lậu sẽ có trong cụm tin vắn sau đây. Ngày 24 tháng 4, Công an Hà Tĩnh đã công bố chính thức thông tin về đường dây vận chuyển ma túy qua cửa khẩu Cầu Treo và bị phát hiện bắt giữ tại thành phố Vinh, Nghệ An. Điều tra bước đầu, cơ quan công an nhận định đường dây vận chuyển ma túy này và hai đường dây ở Nghệ An, thành phố Hồ Chí Minh mới bị phát hiện là cùng liên quan đến một đường dây. Cách thức vận chuyển ma túy của cả 3 vụ án đều theo hình thức chứa trong loa thùng, bên trong ngụy trang bằng gói trà. Số ma túy này được xác định xuất phát từ Thái Lan, qua Lào, rồi qua các cửa khẩu ở Việt Nam. Đến nay, Công an 3 tỉnh đã thu giữ tổng hơn 2 tấn ma túy đá và 100 bánh heroin, đồng thời bắt giữ 9 đối tượng liên quan. Cơ quan công an cũng đã xác định có 2 đối tượng quốc tịch Lào, 2 đối tượng quốc tịch Đài Loan Trung Quốc trong đường dây này. Tình trạng buôn thuốc lá lậu trên biển đang diễn ra phức tạp. Các đối tượng buôn lậu sử dụng cả cano cao tốc. Đêm ngày 23 tháng 4, Hải đội 1 của Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan đã truy đuổi được cano thuốc lá lậu với trên 50.000 bao thuốc lá là hàng tạm nhập tái xuất nhưng không tái xuất đi Trung Quốc mà quay vòng về tiêu thụ ở trong nước. Sắp tới, Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục đưa các tàu cao tốc vào hoạt động nhằm ngăn chặn có hiệu quả tình trạng buôn lậu trên biển. Thưa quý vị, nếu vùng đất Võ Bình Định được xem là cái nôi sản sinh ra nghệ thuật bài chòi Trung Bộ, thì thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam lại là nơi mà bài chòi phát triển hưng thịnh nhất. Và cho đến nay, gần một năm kể từ khi Hội An đón bảng UNESCO công nhận nghệ thuật bài chòi Trung Bộ là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, vậy Hội An đang làm gì để có thể gìn giữ và phát huy được giá trị của bộ môn nghệ thuật đặc sắc này? Bà con cô bác lăng lăng mà nghe là cô hô con bài con gì đó ra đây. Hà Thuận là một trong số các học sinh tại lớp học bài chòi dành cho thiếu nhi, được tổ chức vào 7 giờ tối hàng ngày tại khu vực phố cổ Hội An. Lớp học này do Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố Hội An tổ chức được gần 10 năm nay, với mục tiêu truyền sự đam mê bài chòi cho các thế hệ tương lai của Hội An. Các thầy cô dạy các em nhiều cái làn điệu dễ cho đến những làn điệu khó, và em rất là yêu thích cái này. Và em đã học được 2 năm rồi. Những cái điểm khó nhất là những cái điểm mà luyến lái cần lên cao xuống thấp. Điểm thú vị là không gian ở đây rất là thoáng mát và
khách du lịch qua lại rất đông, tạo cho em một cái cảm giác rất là hào hứng ạ. Giáo viên của lớp học bài chòi là các nghệ nhân, diễn viên biểu diễn nghệ thuật cổ truyền. Họ tình nguyện dạy bài chòi miễn phí cho các em nhỏ. Dạy các em giữ gìn được cái loại hình văn hóa phi vật thể bài chòi này. Và cũng mong muốn là sau này các em sẽ là người kế tục cái loại hình nghệ thuật này. Giống như là sau này các em trở thành những nghệ nhân tương lai. Chúng ta phải tạo điều kiện cho các em tiếp cận. Bởi vì không tiếp cận thì các em sẽ phai nhạt dần cái lớp dạy văn ca, dạy bài chòi cho các em thiếu nhi. Các em chính là những sứ giả mà lan tỏa về cho từng lớp, từng khối phố, từng thôn, từng xóm. Thì chính các em sẽ là những người đưa cái bài chòi vào trong cái đời sống. Thông thường, bài chòi chỉ được tổ chức vào các dịp lễ Tết. Tuy nhiên hiện nay khi đến với Hội An, du khách có thể thưởng thức biểu diễn nghệ thuật bài chòi tại khu vực sân khấu bên bờ sông trong khu phố cổ vào 7 giờ tối hàng ngày. Đây là một trong những nỗ lực của Hội An nhằm mang bộ môn nghệ thuật bài chòi đến gần hơn với người dân cũng như du khách. Và đến đây thì bản tin thời sự của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.